Hello anh em đã quay trở lại với channel của mình, lớp FIFA Mobile. Thì ngày hôm nay, ngày hôm qua, anh em đã lập rất nhiều ác clone. Nên anh em nào nghe mình thì đã lập rất nhiều ác clone để mở The Rock 3 này, rồi thì Icon Prime và nhận 3 triệu TP. Thì mỗi ác clone của anh em sẽ có khoảng đâu đó 5 triệu TP. Và ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn anh em chuyển luôn 5 triệu TP về ác chính. Và chuyển như thế nào thì mời anh em theo dõi video này. Và anh em không được bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Nếu anh em nào bỏ sót thì anh em sẽ mua hộ người khác anh em ạ. Anh em phải theo dõi từng chi tiết một. Nếu anh em thấy hay, hãy ủng hộ mình bằng một like và subscribe. Còn nếu anh em thấy không hay thì thôi, cũng đừng cho mình biết like. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và đầu tiên, để chuyển như này thì chúng ta phải đi tìm phôi. Phôi thì phải tìm ở bên các chính nha anh em. Còn ác clone như kiểu như này thì thôi để đấy, mình sẽ đăng xuất ra và mình sẽ sang ác chính để tìm phôi. Phôi là những con hàng giả ảo, mình đã nói rất nhiều lần rồi. Nếu anh em nào theo dõi những video của mình trước đây thì cũng đã biết sơ sơ về cách chuyển rồi. Nhưng mà hôm nay mình chuyển luôn mẫu cho anh em, mỗi clone có khoảng 5 triệu TP mình sẽ chuyển luôn. Còn nếu anh em nào mà ra The Rock 3 giá 40 triệu thì có thể PM cho mình sẽ chuyển cho anh em. Đây, đầu tiên anh em vào thị trường chuyển nhượng tìm các cầu thủ chỉ số từ 70 trở xuống cho mình, tìm lần lượt một. Mình đang tìm những cầu thủ chỉ số 69. Những cầu thủ giá ảo là những cầu thủ không tương xứng với lại giá trị của mình. Ví dụ như cầu thủ 69 kia có giá 500.000 TP ấy, thì là cầu thủ giá ảo có thể chuyển được tiền bằng những cầu thủ đấy. Đây, xong mình sẽ bắt đầu chuyển sang những cầu thủ chỉ số 68. Anh em tìm những cầu thủ nào dễ mua giá ảo mà để chuyển 5 triệu TP thì để cộng không, anh em cứ tìm cầu thủ nào có giá 1 triệu là hợp lý. Đây thì mình sẽ đi tìm cầu thủ 68 này, cộng không 999.000. Có một người đặt chưa mua được ngay, cộng 3 giá min 4.4 triệu. Có hai người đặt min, nói chung là cũng được anh em ke. Anh em ke giờ đặt min cộng 3 là được. Nhưng mà thôi, mình sẽ tìm những cầu thủ dễ hơn cho anh em. Đây mình cứ thích ở đây, anh em có thể chuyển được bằng cầu thủ này nha. Anh em canh giá min cho mình, mỗi cầu thủ sẽ reset giá trong khoảng từ 1 đến 2 giờ. Anh em để ý trong khoảng thời gian đó và tìm chu kỳ của nó là được. Lúc nãy thì mình đợi khoảng một chu kỳ, khoảng 2 tiếng là mình đã chuyển được rồi. Nói chung là chuyển thì phải mất thời gian anh em ạ, chứ không phải bộc phát được luôn. Với số tiền 5 triệu TP thì anh em cũng phải mất, may thì không mất thời gian, còn nếu không may thì phải mất khoảng 2 tiếng. Nói chung anh em cứ chuyển chục ác 1, 2 2 tiếng thì anh em sẽ có 50 triệu. Rất đơn giản. Đây, ví dụ như cầu thủ này cộng 3 này, cộng 3 4.900, có một người đặt min. Cầu thủ này cũng có thể là chuyển được, nhưng mà cộng không thì hiện tại không ai bán, nên là mình sẽ không chuyển bằng cầu thủ này. Mình sẽ chuyển trực tiếp cho anh em xem luôn. Đây, cầu thủ 67 này cũng có một người đặt, cộng không 1.650. Nói chung chuyển 5 triệu anh em cứ tìm phôi cộng không khoảng trên dưới 1 triệu cho mình. Mình sẽ bắt đầu tìm thương 66. Chuyển này rất đơn giản anh em, tìm được phôi ngon là chuyển được ngay. 66 đây, anh em check những con hàng trên dưới 1 triệu nha. Đây, cộng không hai người đặt thì tao có mua, mình check luôn, làm luôn cho anh em xem. À đây, sẵn luôn 1.150 sẽ đi check nào. Đây, cộng 3 đúng 5 triệu 070, 4 người đặt. Mình sẽ mua con hàng này để canh reset thời gian cho anh em, để xem cái độ điệu nghệ nha anh em. Anh em để ý này, mình sẽ mua con hàng này đáp ứng đủ tiêu chuẩn nha, cộng không trên dưới 1 triệu và cộng 3 thì khoảng 5 triệu. Anh em không nhất thiết phải dựa vào cộng 0 và cộng 3. Anh em cứ thấy nó chênh lệch giữa cộng 0 này, cộng 2, cộng 3, cộng 4, cộng 5, chênh lệch nào lớn thì anh em dùng con hàng ấy làm phôi. Và trong điều kiện anh em phải chuyển được con hàng đó. Đây, mình đã mua về và mình sẽ làm trình tự cho anh em xem. Đây là bước chọn phôi, mình đã chọn được phôi của mình nha. Phôi 1 triệu, mình sẽ bắt đầu về, mình đập lên cộng 3 này. Đập lên cộng 3 thì chắc cũng đơn giản thôi. Những cái phôi có 6x đập lên cộng 3 thì mấy. Bắt đầu sẽ đi tìm nha, 66. Chỗ này anh em kiên trì một chút thì sẽ làm được thôi. Anh em nhớ là phôi là phải mua ác chính nha. Ác chính bán ác phụ mua. Ác chính bán ác phụ mua. Và phải đặt giá min đầu. Ác chính bán giá min đầu. Ác chính bán giá min đầu. Ác chính bán giá min đầu. Và ác phụ mua. Đấy. Đây mình sẽ cộng lên cộng 3 này. Cũng đơn giản thôi anh em ạ. Anh em phải đập nhanh. Trong trường hợp này anh em thấy phôi có thể chuyển được luôn, anh em phải đập nhanh. Còn phôi của mình có 4 ông đặt trước rồi thì mình đợi reset thời gian để mình chuyển. Anh em nào không chuyển được có thể liên hệ Zalo cho mình, mình sẽ tìm phôi cho anh em. Mọi thứ thì mình luôn support anh em nhiệt tình. Hôm qua thì cũng phát code ở Zalo, có khoảng 100 hay 200 người nhắn tin cho mình. Cảm ơn anh em rất nhiệt tình. Đây, cái khoản này thì chỉ cần cộng lên cộng 3 thôi. Mình lấy con phôi này cũng khá là không ngon, nhưng mà mình muốn canh thời gian reset cho anh em. Lên cộng 2 rồi anh em ạ. Bây giờ sẽ đập cộng 3. Đơn giản đấy mà. Cộng 3 nhẹ nhàng. Cộng 3 không.
từ cộng 2 lên cộng 3, nhảy 2 chỉ số anh em ạ. Anh em có thể nhìn 68/70, khá là chuẩn chỉnh so với PC. Bây giờ vào bán thôi, bán là cộng 3 này vừa hình như là 5.040.000, có 4 người đặt. Anh em cứ vào đây bán thôi, một tí là nó reset giá mà. Như vậy mình đã làm được một phôi cho một clone. Bây giờ tiếp tục đi tìm những phôi khác, tìm số 65 kèo 995-962 trên dưới 1 triệu nha anh em. Anh em cứ tìm khoảng 900 đến 1 triệu mốt đấy, thì cộng 3 nó sẽ rơi vào khoảng 4 triệu 5 triệu là hợp lý cho một clone có 5 triệu. Còn anh em là chuyển nhiều thì có thể inbox cho mình, anh em cứ inbox Zalo cho mình hỗ trợ hết bất kể vấn đề gì. Kể cả hôm qua nhiều anh em không tải được trên Android thì mình cũng đã gửi link APK Pure cho anh em để anh em có thể tải được. Đây bây giờ mình tìm phôi này, phôi này khá là cộng 46.001. Đây cộng 3, 4 người đặt 4280, anh em nhìn này, có thể chuyển được luôn bằng phôi này nhé. 4270 là giá min nhưng 4 người đặt 4280, lúc này anh em đặt 4270 cho mình là có thể chuyển được luôn. Anh em nhớ là đặt min đầu nha anh em. Ví dụ như trong trường hợp này là 4270 là min đầu nhưng chưa ai đặt, anh em đặt vào thì sẽ được. Đây mình yêu thích luôn cầu thủ này, anh em có thể lấy làm phôi luôn trong buổi tối ngày hôm nay. Cầu thủ này phôi khá tốt đấy, ít người đặt. Đây cầu thủ này CDM chỉ số 65, giá là 994 mắc. Anh em có thể mua phôi cộng 0 về cộng 3 4380. Anh em cũng có thể dùng phôi này nha. Phôi này thì chuyển được ít hơn cái phôi của mình 1 triệu. Phôi của mình thì cộng 3 là 5 triệu. Nói chung anh em cứ tìm cộng 0 tầm 1 triệu cộng 3 5 triệu anh em chuyển. Reset thời gian là vào khoảng 1 đến 2 tiếng anh em canh reset. Ở bên đấy người ta cũng lười canh reset đấy mà, nên là anh em đặt được ngay. Tí mình sẽ đặt cái phôi vừa rồi mình cộng 3 lên cho anh em xem. Đây là một cầu thủ khá khả quan, hai cầu thủ chỉ số 65 này khá khả quan. Mình đã yêu thích những cầu thủ nào phôi khả quan rồi đấy, anh em có thể lấy để tối nay chuyển luôn. Nhưng mà mình nghĩ là nên anh em nên nhắn tin riêng cho mình để mình chuyển bằng con phôi khác, sợ xem nhiều video sợ nhiều ông spam cái phôi nó khó chuyển. Bây giờ tiếp tục đi tìm phôi cho anh em nha. 63 63 946 này cũng được. Ui thôi, cộng 7 người đặt thì thôi anh em ạ. Đây phôi này ngon này, nhưng mà cộng 7 người đặt thì thôi. Bắt đầu tìm xuống 62 xem có ai không. Tầm này cũng ít phôi rồi. Cái đám phôi mà đẹp nhất ấy là trong khoảng 65 đến 69 là phôi đẹp nhất, hoặc là từ 55 đến 559. Còn cái tầm 60 này thì không thấy phôi đẹp. Phôi ở đây chỉ có 100.000 thì không chuyển được nhiều anh em ạ. 60. Nốt 60 không được thì đi chuyển thôi. 60 cũng không có phôi nha anh em. Tìm nốt phát nữa nhỉ. Tìm xuống 59 xem có phôi không. Nếu mà không có phôi nữa thì sẽ đi chuyển cái cộng 3 kia canh thời gian cho anh em xem. Và đây, bắt đầu đi bán cái phôi cộng 3. Anh em nhìn này, nó đã reset giá nha. Có tới tận 2 người đặt 5110 là giá min. Nhưng mà anh em nhìn giá min của người ta là 5160 nha anh em. Nên là hai ông kia đã bị out ra khoảng đấy. Bây giờ mình sẽ bán với giá 5160. Đây mình sẽ cho anh em xem. Xem lại nha. Đây 5160. Xem có đúng là mình chèn được vào không. Hai cái ông 5110 kia bị out ra khoảng giá rồi. Nên là mình đặt 5160, mình sẽ là người đặt min đầu. Đây nó đơn giản như vậy thôi anh em. Anh em chỉ cần canh thời gian giá reset và đặt thế là được. Và rồi mình sẽ sang ác phụ để mua anh em ạ. Thế thôi, đơn giản vậy thôi. Ác chính bán phôi, ác phụ mua. Đây sang ác phụ tìm chỉ tìm phôi. Mình toàn quên thôi. Chỗ này mình thu âm sau nên anh em thông cảm cho mình nhé. Mình bắt đầu đi tìm phôi. Tìm phôi nhầm đấy chứ. Tìm phôi xong phôi 67 nhưng không phải cái phôi của mình là phôi 66 cơ. Đây sẽ tìm lại cho anh em. Làm sao mà phải sợ, mình chèn đầu rồi, không phải sợ anh em ạ. Nếu anh em đã chèn được min đầu thì anh em không phải sợ, cứ từ từ mà làm. 68 mình tìm lỗi phôi. Đây tìm lại phôi 66 vừa mình bán nha. Đầu óc dạo này hơi lơ mơ, anh em thông cảm cho mình. Đây đúng chưa anh em, nhìn cái cầu thủ đầu tiên kia có phải phôi vừa mình bán không. Bắt đầu check giá cho anh em xem lại nha. Đây check giá cộng 0 không có ai này. Đây bây giờ mình check giá cộng 3. Úi sỏi 5160. Có đúng không anh em, vừa nhìn mình đặt 5160 bên ác chính đúng không, sang ác phụ check đúng min đầu đấy. Anh em thấy ok không? Bây giờ mua thôi và nhận. Mình sẽ mua luôn và hướng dẫn anh em cách để hạn chế tối đa cái chi phí, và cũng tổng kết luôn xem là chuyển sẽ lỗ bao nhiêu nha anh em. Mình mua rồi, bây giờ vào nhận thì anh em nếu để tiết kiệm tối đa chi phí thì anh em mua về anh em đập xuống cộng không bán đi là được. Mấy con phôi này lúc nào cũng bán được cộng không giá mắc nha anh em. Đây
Như mình thì mình hơi đen, mình đập có nửa vạch mà đập từ cộng 3 lên thẳng cộng 5 anh em ạ. Nói chung là quá đen, không còn từ ngữ gì để mà nói. Đây, hiện trạng đây, bây giờ sẽ đi đọc. Đập thì không hiểu sao đập nửa vạch mà đập một phát từ cộng 3 lên cộng 5. Đây, đã mua về đây. Nếu anh em nào muốn hạn chế tối đa việc hao hụt TP, khuyến cáo anh em mua phôi về đập xuống cộng 0 và bán. Đây, đập như này. Đây là mình đang ở phụ nha. Mình bắt đầu đập cái phôi này xuống cộng 0 và bán. Nói chung là mình đã nói vừa rồi đấy, mình đập một phát lên cộng 5 luôn anh em ạ. Thôi cộng 5 thì anh em canh thời gian reset nha. Dễ có người mua hộ anh em lắm, nhưng mà trò này nó hơi bị ấy một tí nên thôi anh em ạ. Đây, mình đặt anh em nhìn nhé. Có 1/3 vạch, 1/3 full mà lên luôn cộng 4 này. Đấy, lên luôn cộng 4. Đáng nghĩa là bình thường đập cầu thủ tầm này là xịt loài ra rồi, thế mà không hiểu sao ông này này 2 phát 1/3 vạch ông lên luôn cộng 5. Nói chung số mình lỗ, số mình mất tiền. Còn anh em, khuyến cáo anh em là cứ đập xuống cộng 0 và bán cái phôi này đi để gỡ lại vốn nha. Thì như mình tầm 5 triệu thì mình tính ra chỉ lỗ 1 triệu thôi anh em ạ. Vì bây giờ vẫn còn cái sự kiện miễn 50% thuế. Đấy, đập một phát lên cộng 5 luôn. Bây giờ lốc sang ác chính nhận. Mình đã có mặt đá cao chính. Anh em nào mà xem mà khó hiểu thì tua chậm lại nha. Quy tắc nó chỉ có vậy thôi, nói đi nói lại nhiều. Anh em bảo thằng này có mỗi cái video mày làm đi làm lại khổ mình. Đây nha, ở ác chính mình đã nhận được cái phôi 5160 rồi nha. Bây giờ sẽ nhận tiền này, nhận tiền để đếm xem lỗi lãi này. Anh em nhận lại 3 triệu. Tối chủ nhật anh em nhận thêm 1 triệu nữa là 4 triệu nha anh em. Thì anh em từ ác cờ lôn có 5 triệu, anh em sẽ chuyển sang ác chính được 4 triệu, hao hụt mất 1 triệu. Đấy là mình tính sơ sơ như vậy. Còn nếu anh em bán được con phôi kia đi thì không hao hụt cái gì cả. Có lẽ là video của mình sẽ kết thúc ở đây. Mọi chi tiết thắc mắc xin hãy nhắn tin cho Zalo của mình. Cảm ơn anh em luôn theo dõi và ủng hộ mình. Nếu anh em thấy hay, một lần nữa xin anh em một subscribe. Cảm ơn anh em rất nhiều.